Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay cô và các bạn cùng đi vào bài thực hành và trải nghiệm ở trang 84-85 sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Phần số 1 thì chúng ta sẽ có trò chơi là xoay nhanh xoay đúng. Thì các bạn hãy cùng chơi với các bạn của các em cái phần này là chúng ta sẽ thực hành chơi ở lớp nhé. Sang phần thứ 2 này là em tập làm người dẫn chương trình dự báo thời tiết. Chuẩn bị này, mỗi nhóm chọn một bảng dự báo thời tiết trong ngày. Xem bảng dưới đây. Chúng ta có một số các cái phần dự báo thời tiết ở các địa phương, ví dụ như ở Hà Nội, ở Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ. Các em sẽ thảo luận các nội dung cần trình bày, giới thiệu nơi sẽ dự báo thời tiết là địa phương nào, thông báo về nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất của cái nơi đó và những lưu ý về trang phục phù hợp với thời tiết. Yêu cầu các nhóm là chúng ta trình bày trước lớp. Như vậy ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một phần để các em tham khảo, cũng là phần cái phần bài tập ở trong cái quyển vở bài tập đấy, vở bài tập của các em đấy, cái phần liên quan đến bài tham khảo về cái phần dự báo thời tiết. Thế thì chúng ta sẽ tham khảo như sau. Ví dụ như là sau đây là bản tin dự báo thời tiết của lớp gì? Của lớp 3A chẳng hạn, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có phần dự báo thời tiết này. Thì một bạn sẽ đứng trước lớp và chúng ta sẽ nói thuyết trình về phần này, đúng không? Như vậy chúng ta đầu tiên là sau đây là bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết của cô làm giống ở trong sách bài tập luôn nhá. Đấy, cho các bạn tiện theo dõi nhá. Của đài truyền hình lớp 3A. Của đài truyền hình lớp 3A. Đầu tiên là chúng ta sẽ nêu ra cái địa phương mà chúng ta dự báo thời tiết. Ở đây là Hà Nội. Ngày hôm nay thủ đô Hà Nội có gì đấy? Mưa rào và dông. Ngày hôm nay thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Tiếp theo là nhiệt độ thấp nhất này. Nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C, cao nhất là 32 độ C. Đấy. Tiếp theo, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C, cao nhất là 32 độ C. Đã giới thiệu được cái nơi mà chúng ta đang dự báo thời tiết, chính là thủ đô Hà Nội. Chúng ta đã nói được nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất, đúng chưa? Chúng ta đã nói được về cái gì rồi? Thời tiết thì có mưa rào và có dông rải rác, đúng không nào? Thời tiết nói chung là mát mẻ, đúng không? Phù hợp với các cái chuyến đi dã ngoại chẳng hạn, đúng chưa?
Thời tiết mát mẻ. Phù hợp với cái việc là vui chơi ngoài trời, đúng không nào? Vui chơi này, dã ngoại này. Tuy nhiên là khi đi ra ngoài thì chúng ta nhớ là mang theo là ô hoặc là áo mưa, nhỡ may là có mưa bất ngờ, đúng không nào? Vì nó có thể là mưa rải rác, nhưng mà chúng ta cũng tốt nhất là chúng ta nên mang theo ô và áo mưa. Tuy nhiên khi đi ra ngoài, thì sao? Cần lưu ý. Là nhớ mang theo áo mưa để phòng những cơn mưa bất ngờ, đúng không nào? Đề phòng những cơn mưa bất ngờ. Như vậy là cô có vừa hướng dẫn qua cho các bạn cái cách để các em viết một cái bản dự báo thời tiết, đúng không nào? Bản tin ngắn về dự báo thời tiết của một khu vực, cụ thể ở đây là khu vực Hà Nội. Thì các em hãy dựa vào cái bản dự báo thời tiết này để chúng ta nói về thời tiết của các cái khu vực còn lại nhé. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được tiết thực hành và trải nghiệm về giờ giấc và thời tiết. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem thêm thật nhiều các video miễn phí khác trên kênh của cô nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.